Xin kính chào quý vị, chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới như thế này thì chúng ta thường dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, bạn bè và người thân. Để có được một sức khỏe tốt thì chắc chắn là điều đầu tiên chúng ta cần đến những bữa ăn ngon, bổ và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là trong những ngày Tết như thế này thì chúng ta gặp rất nhiều những bánh trái kẹo ngọt mà không thể ngừng được, và đặc biệt là những cuộc tiệc tùng nữa, khiến cho chúng ta dễ dàng bị tăng cân hay là béo phì. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia ẩm thực Võ Quốc. Xin chào anh ạ. Chào ông Phúc và Quốc cũng mến chào quý khán giả của chương trình. Anh Võ Quốc này, những bữa ăn ngày Tết của người Việt chúng ta thì có điều gì cần phải lưu ý không ạ? Chúng ta nên chia cái nhóm thức ăn ra làm bốn. Đầu tiên là nhóm vitamin và khoáng chất thì nó có trong những loại rau rau củ quả, và cái đến là cái nhóm protein. Nhóm protein này thì nó sẽ có trong tất cả các loại thịt cũng như là hải sản, và cái nhóm kế đến là cái nhóm chất béo. Đó là nhóm chất béo này, mọi người cứ nghĩ là Tết thì chúng ta không được ăn chất béo, tuy nhiên chúng ta phải có một ít chất béo trong đó, vì đó có chất béo vô thì giúp cơ thể chúng ta nó trao đổi chất, nó sẽ tốt hơn. Và nhóm sau cùng đó là nhóm tinh bột, và không thể thiếu trong tất cả các mâm cơm của gia đình Việt Nam chúng ta thì có bánh chưng nè, rồi bánh tét, thậm chí là bánh dày. Và đặc biệt thì ngày Tết chúng ta nên ăn xôi, thì xôi nó có ít tinh bột, và ít tinh bột thì chúng ta nói chung là nó sẽ không bị béo lên đó. Và sau cùng thì có một nhóm nữa, và cũng muốn khuyên là tất cả mọi người nếu không có thói quen thì mình cũng phải tập cái thói quen này hàng ngày, đó là những cái loại mà nước trái cây lên men thì nó sẽ làm tiêu hóa đồ ăn tốt hơn. Bên cạnh đó thì bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh thì chúng ta có cần lưu ý gì không ạ? Những cái loại mà rau củ quả đó thì chúng ta đừng nên rửa gì vội hết, và mình sẽ làm cho nó sạch cái phần bụi cát bên ngoài trước, xong sau đó mình sẽ cho vào giấy báo hoặc là cho vào trong một cái giấy xi măng đó, giấy gói đồ đó. Mình gói thật là kỹ lại, xong sau đó mình sẽ cho vào bọc ni lông, mình cột kín lại và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Còn đối với những loại là thịt hoặc là hải sản thì mình sẽ rửa sạch nó, xong sau đó mình sẽ ướp vào đó cái trung bình là 1 kg, là mình sẽ cho đó là 1 thìa ăn cơm đường, mình ướp lên và mình cũng chia phần ra và mình cho vào trong cái giấy bạc. Cái giấy bạc mình gói thật là kỹ lại. Ngày hôm nay thì chuyên gia ẩm thực Võ Quốc không biết là có gợi ý gì cho khán giả của Chuyển động 24 giờ một món ăn nào đó mà rất dễ chế biến nhưng vẫn giàu chất dinh dưỡng. Và hôm nay thì món muốn giới thiệu đó là món miến gỏi nước. Đây là một cái món chay tiếng cho vua sau những ngày Tết. Và cái trong món này thì nó cũng đảm bảo 4 cái nhóm chất. Đầu tiên là vitamin và khoáng chất thì nó có rất là nhiều ở trong những cái loại rau củ quả mà mọi người cũng thấy ở đây. Và kế đến là cái nhóm là protein. Và protein đây thì cũng đang sử dụng là protein thực vật. Thì 3 ngày Tết chúng ta đã ăn protein động vật rất là nhiều rồi. Và cái nhóm chất béo thì cũng đang sử dụng đây là cái từ hai loại hạt này. Một cái là hạt mè, với lại cái là hạt đậu phộng. Và cái nhóm cuối cùng đó là tinh bột. Thì tinh bột cũng đang sử dụng đây là miếng. Miếng thì nó cái thành phần tinh bột của nó ít thôi. Chúng ta khi chúng ta ăn vào nó sẽ nhẹ bụng hơn và nó ngon, nó hấp dẫn hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào chế biến món miến gỏi nước. Quý vị khán giả, Hạnh Phúc thấy rằng là có vị chua chua của khế, của dứa, có vị thanh ngọt nữa. Các nguyên liệu ở đây chúng ta làm vẫn còn độ giòn, độ tươi của rau, củ quả. Để có một sức khỏe tốt thì không những là chỉ cần đến những món ăn bổ dưỡng như thế này, mà chúng ta cũng cần phải đến chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý. Trước đây thì Hà Nội cũng biết rồi, Quốc cân nặng là 84 cân, và bây giờ là chỉ còn 70 cân. Và Quốc đã tập thể dục mỗi buổi sáng là chạy bộ ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, và một chế độ ăn kiêng thì nói chung cũng không có khắc nghiệt lắm đâu, nhưng mà mình kiêng khem nhiều hơn và mình bỏ rượu bia thì trong vòng 3 tháng giảm được 14 cân.
Bây giờ thì Hạnh Phúc muốn mời anh Võ Quốc cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay cũng gặp gỡ với một cô gái đầy ý chí và nghị lực như thế. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, giảm được hơn 30 cân. Mình tên là Thanh Huyền, mình đã có gia đình, có một bé gái 3 tuổi rưỡi. Một câu khi bé chỉ tay lên chiếc ảnh cưới của hai vợ chồng, bé bảo mẹ ơi sao mẹ không được như thế này nữa, con thích mẹ xinh như thế này để mẹ mặc váy với con. Và câu nói đấy đã làm mình rất đau. Xin chúc mừng. Chào Thanh Huyền. Chào anh Hạnh Phúc. Xin chào tất cả khán giả của Chuyển động 24 giờ. Việc duy trì cân nặng sau bước nhảy ngàn cân có vẻ cũng khá là vất vả đúng không? Vâng, và sau khi trở về với cuộc sống hàng ngày thì em chỉ cố gắng tập một ngày được 2 tiếng thôi ạ. Đánh mồ hôi, một kê nhễ nhại rồi hay là nghỉ một chút để trò chuyện cùng mấy quý vị nhá. Ok ạ. Thời gian trước ấy, khi mà mình 90 cân có bao giờ em nghĩ rằng là mình sẽ phải tập luyện để giảm cân không? Hay để đẹp hơn, xinh đẹp hơn? Thật sự là em cũng thử phải đến 3-4 lần. Có uống thuốc giảm cân, có uống rất nhiều thuốc giảm cân nhưng mà đều không thành công. Và có một lần là duy nhất mà em thành công, đó là ăn low carb và tập chạy. Nhưng sau khi đó thì em lại bị một căn bệnh về nội tiết. Nên chính vì thế mà khi mà em đã giảm được 10 cân và sau khi mà chữa lành căn bệnh đó và em lại tăng lên tròn chỉnh 90 cân như lúc đầu thì em đã cảm thấy vô cùng thất vọng. Và lúc đó là chính thức là em bị buông xuôi và không muốn tiếp tục làm bất kỳ cái gì nữa để giảm cân. Và chính cái thân hình đó đã làm cho em mất hết công việc, mất hết tương lai, mất hết hy vọng. Vậy thì có phải mục đích của bạn tham gia bước nhảy ngàn cân là vì giải thưởng? Chưa rồi, em nghĩ là em có thể được làm quán quân. Tại vì khi mà trước khi tham gia chương trình thì em cũng nói với chồng em là em sẽ chỉ đi 1-2 tuần thôi. Và khi em giảm được tầm 10-20 cân thì em sẽ về, vì chắc chắn là em sẽ không được giải đâu. Nhưng mà không ngờ thì cứ càng ngày lại càng vào trong. Và may mắn rằng là em đã đi được đến chặng cuối cùng của chương trình. Trong hành trình giảm cân đó, tập luyện để vừa có sức khỏe vừa có thân hình mảnh mai hơn, thì có lúc nào mà Huyền cảm thấy khó khăn nhất không? Khó khăn thì có thể nói là chồng chất và kinh khủng, phải dùng đúng hai từ như thế. Vì cái chương trình nó vô cùng khắc nghiệt. Vừa bắt bọn em là phải giảm cân trong vòng 1 tuần, giảm ít nhất là 3 cân. Đó thật sự là một điều rất là phi thường. Vừa phải tập luyện, vừa phải giảm cân, vừa phải nhớ bài nhảy để thi sao cho có thể qua được cái vòng thi đó. Cái lúc buông xuôi nhất là chính là những cái tuần mà em chỉ giảm được có 1,1 cân. Em nhớ chính xác là 1,1 cân là cái tuần em giảm được ít nhất. Vì lúc đó em chững cân mà không phải là em lười tập hay là cái gì hết, mà em rất là chăm chỉ, tập nhiều hơn bình thường rất là nhiều nhưng mà không hề xuống cân. Và cảm thấy là rất là bất lực và thất vọng về bản thân mình. Chính vì lúc đó thì em lại rất là muốn bỏ cuộc. Tôi hiểu được rằng là rất nhiều người muốn thay đổi ngoại hình của mình, muốn giảm cân ấy, thực sự là không hề dễ dàng và rất nhiều người đã bỏ cuộc. Có phải động lực của bạn là do áp lực của cuộc thi không? Động lực lớn nhất mà em có thể vượt qua tất cả khó khăn đó chính là tình yêu của em dành cho gia đình, dành cho chồng và con gái. Và em có một hậu thuẫn, một hậu phương rất là vững chắc và có chồng và con gái luôn luôn ủng hộ cũng như là khao khát để trở về với cái niềm đam mê âm nhạc của mình, được tự tin với một thân hình thật là đẹp để đứng trước sân khấu hát cho mọi người nghe và được mọi người vỗ tay tán dương. Thanh Huyền có thể gửi đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động 24 giờ một món quà nhân dịp đầu xuân năm mới được không? Xin gửi đến anh và khán giả một ca khúc mà em rất là thích, tại vì nó thay cho những lời muốn nói của em về chính những gì mà em đã trải qua trong cuộc thi. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Và chắc chắn là bây giờ thì cuộc đời của Huyền đã rất là tuyệt vời rồi, được trở lại với công việc, với niềm đam mê của mình. Vâng, và em rất là hy vọng rằng là tất cả mọi người, cho dù đẹp, cho dù béo hay gầy, thì tất cả mọi người cũng nên là chăm chỉ tập luyện để vừa có thể có sức khỏe và vừa có thể có được rất là nhiều sự tự tin trong cuộc sống. Vì nếu mà mọi người có sức khỏe thì chắc chắn là mọi người có thể hoàn thành tốt tất cả những dự định của cuộc đời mình. Chúc mọi người sẽ luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp. Xin được cảm ơn Thanh Huyền rất là nhiều. Từ một cô gái có bước nhảy ngàn cân, bây giờ có sức khỏe ngàn cân. Và hy vọng là điều này sẽ truyền cảm hứng đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Tuy nhiên điều quan trọng vẫn phải là động lực, đúng không ạ? Động lực thôi thúc từ chính bên trong bản thân của mỗi chúng ta, để có thể vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân mình để đạt được đến thành công. Cùng với đó là gia đình và những người thân sẽ luôn ở bên cạnh để động viên chúng ta. Và một điều cũng rất quan trọng nữa, đó chính là đồng đội. Chúng tôi đang muốn nhắc đến một phong trào rất là thú vị, đó là phong trào chạy bộ. Cụ thể đó là gì? Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với biên tập viên Sơn Lâm. Xin chào anh Hạnh Phúc, xin chào quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị, tại sao mà anh Hạnh Phúc nói về phong trào chạy bộ mà lúc này tôi lại đang có mặt trong một không gian văn phòng như thế này? Thì phải chia sẻ với quý vị ngay, đó là trong không gian văn phòng này, con người ta có những động lực rất là mạnh mẽ để mà tham gia vào phong trào chạy bộ. Ngồi lâu thì bụng to này. Xong là hơi đau lưng, mỏi mắt. Ngồi lâu mỏi lưng lắm. Thường thì em hay thấy căng thẳng mệt mỏi, mà em sợ là nếu mà cứ ngồi mãi như thế này mà mình không vận động thì mình sẽ bị hỏng cuộc sống. Với rất nhiều những lý do như thế, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì hiện nay có nhiều cách khác nhau để người ta có thể kết nối với nhau và lập thành những nhóm chạy bộ tại những văn phòng như thế này, thưa quý vị. Ở trên công ty thì bọn em tổ chức chạy cùng nhau một tuần khoảng 3-4 buổi. Bọn em kết nối với nhau bằng cách là có một group ở trên Facebook ý, và bọn em tham gia cùng nhau ở trên group đấy và có lịch chạy trên đấy luôn. Để tạo không khí ganh đua thì bọn em thường post cái thành tích của bọn em lên Facebook cá nhân để khoe cùng với mọi người và share kết quả cho mọi người ạ. Thưa quý vị, hóa ra là họ chia sẻ thành tích với nhau trên Facebook, thảo nào họ ganh đua với nhau và chính vì thế tạo ra một phong trào tại công ty này, đúng không quý vị? Thì lúc đầu bọn em không ai chạy được quá 3-4 cây đâu. Nhưng bây giờ tính ra số lượng phải có khoảng tầm 300-400 người có thể chạy được 21 cây trở lên rồi. Thành tích nổi bật nhất của em là em chạy được 21 cây 52 và trong tổng thời gian là 2 tiếng 45 phút ạ. Và em nghĩ là với một người con gái mà chỉ khoảng 45-46 cân như em thì thành tích như này rất là đáng để mà cho các bạn khác có thể noi theo cũng được. Chà, nghe các bạn ấy chia sẻ như vậy mà thú thực với quý vị là động lực giảm cân trong tôi nó lại bùng cháy. Tôi rất là muốn tham gia cùng với các bạn và tôi tin là nhiều quý vị khán giả cũng muốn điều đó. Chà, mình khởi động nãy giờ kỹ quá rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Tuy nhiên, chúng ta vẫn chờ đợi thêm vài nhân vật nữa. Không biết là anh Hạnh Phúc đang ở đâu rồi ạ? Tôi và Thanh Huyền đã đến công viên Lenin rồi đây. Hi, xin chào tất cả mọi người. Yeah. Nhìn thấy tất cả các anh chị em ở đây mặc áo cờ đỏ sao vàng, tôi thấy là tinh thần của U23 Việt Nam thắng giải Á quân vừa qua vẫn còn tại đây để giúp chúng ta khởi động một năm mới khỏe hơn. Năm mới nói là làm. Hãy chuyển động cùng chúng tôi.